Hi, xin chào bạn đã đến với channel của mình và mình là HBK. Thì dành cho các bạn nào mà lần đầu tiên xem YouTube của mình thì hiện tại mình đang là một video rapper và một người sáng tạo nội dung tự do. Mấy hôm trước thì mình có livestream ở trên TikTok và thử thay đổi chất lượng livestream một tí bằng cách là livestream bằng máy ảnh, thì cải thiện rất nhiều về mặt tương tác cũng như là có rất nhiều lời đề nghị nói rằng là mình làm video hướng dẫn livestream như thế này đi. Té đó. Hello, chào mọi người nè. Hi. Sorry mọi người vì hiện tại mình đang kẹt dịch ở Ninh Thuận. Đây là tháng thứ tư và mình cũng không đem đầy đủ các thiết bị cũng như là location ở đây nó không được thuận mắt cho lắm. Mong các bạn thông cảm bỏ qua ha. Để livestream bằng máy ảnh trên TikTok thì chúng ta có những cái thiết bị tối thiểu như sau: PC hoặc laptop để phát hình ảnh. Micro thì loại này cũng được, miễn là gắn vào được PC và chất lượng âm thanh ok. Và tất nhiên là phải có máy ảnh để chất lượng của hình ảnh tốt hơn. Dây kết nối micro USB, cái này thì tùy máy của bạn. Và phần mềm livestream OBS, đây là sơ đồ và nguyên lý hoạt động của cái mớ bồng bông này. Thì các bạn lên website của hãng máy chụp ảnh mà các bạn đang sử dụng và tìm thử là cái máy ảnh của bạn nó có hỗ trợ để xài webcam hay không. Xét đánh vừa tắt đèn xong. Ok, chúng ta tiếp tục ha. Thì hiện tại mình đang sử dụng Sony cho nên là mình sẽ sử dụng cái app Imagine S webcam ha. Thì các bạn bấm tắt, bị tắt wifi luôn các bạn. Có vẻ như là sau khi mà xét đánh xong thì bạn nó hơi lắc một tí. Rồi bây giờ các bạn sẽ tìm đến cái đời máy của các bạn. Như hiện tại mình đang sử dụng thì mình xài A6300 cho nên là mình sẽ bấm vào A6300 và kéo xuống bấm vào phần download ha. Các bạn đó, tùy vào Windows hay là Mac thì các bạn chọn nha. Mình chọn Mac. Vì cơ bản nha là các bạn phải chọn đúng để nó có thể hỗ trợ máy móc của bạn tốt hơn ha. Cái này mình đã tải và cài đặt rồi cho nên là mình không có cài đặt lại nữa. Chủ yếu là các phần mềm đều đa số là cài đặt sẽ giống nhau, đa số là sẽ bấm nét 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 hoặc chọn cái thư mục cài đặt mà thôi, cho nên là mình sẽ bỏ qua bước đó luôn cho nó đỡ mất thời gian ha. Bây giờ các bạn tìm cho mình một cái app tên là OBS ha. Nói chung thì tùy vào nhu cầu thì mọi người có thể sử dụng là OBS hoặc là Streamlabs tùy thích ha. Còn mình thì mình thấy OBS nó nhẹ hơn cho nên là mình cài OBS. Sau khi các bạn cài Imagine S rồi thì trên máy của các bạn sẽ không xảy ra cái hiện tượng gì cả vì nó chỉ là một cái plugin đi kèm của OBS mà thôi. Cho nên là chúng ta sẽ bước vào bước là cài đặt OBS luôn. Ok, thì đây là giao diện mặc định mà sau khi các bạn cài phần mềm xong. Ở đây thì mình đã có hai cái scene ở đây thì mình sẽ tạo ra một cái scene mới và hướng dẫn cho các bạn cách cài đặt ha. Đầu tiên là chúng ta bấm vào dấu cộng ở đây. Sau đó thêm cho mình một cái video capture device, tức là một cái thiết bị webcam ấy. Sau đó là chọn đến cái Sony camera ở tùy phần mềm ha. Ví dụ phần mềm của các bạn là cái gì, của hãng nào thì các bạn chọn vào phần mềm đó. Tùy chọn chất lượng thì ở đây chỉ nhận định dạng là 720 thôi. Ở TikTok thì chúng ta sẽ livestream ở định dạng dọc cho nên là chúng ta sẽ vào setting, chọn cho mình phần video. Sau đó mình thay đổi ở phần pace và output, chúng ta sẽ thay đổi ngược lại ha, để chuyển từ 16:9 thành là 9:16. Đa số là người dùng điện thoại cũng như là những viewer trên TikTok á, thì họ thích xem ở 60 frame hơn cho nên là mình cũng livestream ở 60 frame cho nó mượt mà một tí. Sau đó nhấn vào ok. Ở đây á, thì webcam của chúng ta sẽ là mặc định là ở khung ngang cho nên là chúng ta phải xoay lại để nó fit với lại cái sequence mà chúng ta vừa cài đặt ha. Tới bước này rồi thì webcam vẫn chưa hoạt động, thì các bạn làm theo mình một bước nữa nha. Gắn cáp micro USB vào cổng multi của máy ảnh. Sau đó các bạn chuyển máy ảnh sang chế độ auto. Hoặc nếu các bạn muốn chọn chế độ quay phim thì các bạn hãy chọn một mode chụp hình hoặc là chuyển qua chế độ auto. Sau đó đợi vài giây và chuyển về chế độ quay phim lại là ok. Hồi nãy thì sấm chớp, bây giờ thì mưa mà máy mình đang để ngoài trời cho nên là mình quyết định là mình sẽ lấy máy vào. Thôi thì gần nhau trao yêu thương ha. Nói chung là cơ bản vừa rồi là chúng ta đã xong phần hình ảnh rồi. Tiếp theo là bây giờ là phần âm thanh. Vì livestream trên máy tính mà thông qua cáp micro USB thôi thì sẽ không có phần âm thanh, cho nên chúng ta phải sử dụng âm thanh rời và nối trực tiếp micro vào máy tính để xuất lên OBS ha. Nói chung là các bạn có thể sử dụng sao kẹt hay bất cứ thiết bị thu âm nào có thể được âm thanh vào trong máy tính là nó là ok rồi. Ở đây thì mình đang sử dụng micro của Mephat. Nếu như mà các bạn có thích micro này thì sắp tới mình làm một cái video review trên kênh YouTube của mình nữa. Các bạn phải vào TikTok bằng website trên máy tính, sau đó các bạn chọn vào Go Live. Ở bước này thì các bạn sẽ đặt tiêu đề và chọn cái chuyên mục nói chuyện của chúng ta, sau đó bấm vào Save. Nhưng mà ở cái phần mà End Live If Video Stream Stop ấy, là khi mà các bạn tắt livestream ở trên phần mềm OBS thì livestream trên đây sẽ tự động tắt luôn.
Ở đây thì chúng ta sẽ có server, link server và một cái stream key ha. Ở hai cái đoạn này thì mình xin phép được che lại vì đây là cái phần bảo mật. Nếu như bạn để lộ cái stream key này thì livestream của bạn có thể bị kiểm soát, hoặc ở trường hợp xấu hơn thì có thể bay nick. Các bạn sẽ copy đường link của server, sau đó vào OBS, bấm setting, bấm vào stream và bắt vào đây. Nếu như ở đây giao diện của bạn không giống mình thì các bạn bấm vào phần service ha, chọn custom để mình có thể tùy biến được. Sau đó thì dán cái đường link vào, copy cái stream key và làm tương tự nha. Và để cho chất lượng livestream của bạn tốt hơn thì các bạn vào phần cài đặt và chỉnh một ít ở phần bitrate ha. Ở đây thì tùy vào chất lượng đường truyền của bạn mà bạn chỉnh cái bitrate cho phù hợp ha. Mạng ở nhà mình thì rất là yếu cho nên mình chỉ để là tầm khoảng 9.500 KB thôi. Sau khi các bạn bấm vào bắt đầu stream trên OBS mà không thấy xảy ra bất kỳ lỗi nào thì các bạn vào trong TikTok và đợi xem là đã hiện chưa ha. Bước này là thành công rồi đó. Ưu điểm của việc livestream như thế này thì các bạn sẽ có một cái chất lượng livestream tốt hơn và cho người dùng có một cái trải nghiệm tốt hơn. Đồng thời thì các bạn vẫn có thể tùy chọn cài đặt để cho người xem thấy được cái màn hình máy tính của bạn, nhưng mà nhớ cân nhắc về các luật chia sẻ thông tin của TikTok nha. Nếu cảm thấy video của mình thú vị và có ảnh hưởng đến bạn thì đừng ngần ngại like và subscribe channel của mình nha. Và đừng quên chia sẻ đến những người có cùng đam mê giống mình nhé. Peace.